Rap Việt All-Star Concert 2023, đội nhị chấn về rap và hip hop độc nhất năm 2023. Siêu hot mua vé VIP 1 hoặc VIP 2 trước ngày 4 tháng 10 để có ngày cơ hội dùng tiệc tối cùng Double Tuzi và hai Tigerite. Đặt quyền vé VIP 1, hạng vé duy nhất sát cạnh hai sân khấu, thỏa sức tận hưởng trọn vẹn mọi khoảnh khắc cùng các rapper thần tượng. Mua vé ngay trên VShop trước ngày 4 tháng 10 để có ngày cơ hội dùng tiệc tối cùng Double Tuzi và hai Tigerite. Mua vé VIP trước ngày 4 tháng 10 để có ngày cơ hội trở thành khách mời khu vực Resident, thưởng thức concert với tầm nhìn đẹp nhất, tận hưởng F&B năm sau. Đặc quyền vé VIP, hạng vé ngồi duy nhất, sở hữu tầm nhìn từ trên cao và trực diện toàn sân khấu. Mua vé ngay trên VShop trước ngày 4 tháng 10 để có ngày cơ hội trở thành khách mời khu vực Resident. VIP dẫn đầu xu thế thẻ 1664 Blanc đi vị chất, mở bất ngờ cùng The Mask Singer Việt Nam. Ca sĩ mặt nạ The Mask Singer mùa 2 đón xem sớm nhất tập mới 21 giờ thứ 6 hàng tuần và phần lộ diễn 21 giờ thứ 4 hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và thưa quý vị, chương trình ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V Channel thuộc Đức Việt VAC Group Holding thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ. Quý vị hãy cùng với chúng tôi tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để được xem trọn bộ The Mask Singer Việt Nam. Vion là siêu ứng dụng giải trí để xem phim, show, truyền hình và thể thao. Cùng chúng tôi phiêu theo VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để cập nhật những nội dung độc quyền. Chúng tôi xin cảm ơn nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIB dẫn đầu xu thế thẻ. Xin cảm ơn nhà đồng tài trợ bia Pháp 1664 Plung, bia vị chất mở bất ngờ. Và xin cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị phát hành độc quyền các bản ghi của The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón những thành viên vô cùng quan trọng, đó chính là hội đồng cố vấn của chúng ta. Đầu tiên sẽ là anh Trương Thành. Ca sĩ Tốt Tiên. Ca sĩ Bích Phương. Và chúng ta khách mời ngày hôm nay đó chính là ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Wow. Wow, một nhân vật đến từ đất nước Nhật Bản. Hey, Omasake Trương Thành. Cái gì vậy, người ta là Omakase. Dạo này sao anh theo đuổi phong cách đất nước mặt trời mọc vậy? Ôi em ơi, có một cái điều mà rất là dễ hiểu thôi. Đó là? Tại mập đó em. Mập thì vẫn đồ rộng che lại thôi chứ sao. Nhưng mà được mà đúng không? Dạ được. Độc lạ. Khoan đã, giờ mọi người ơi, chúng ta quên chào đón một nhân vật đặc biệt, đó chính là Vũ Cát Tường đến với The Mask Singer Việt Nam. Xin chào. Xin chào anh Trấn Thành, chị Bích Phương, chị Tóc Tiên và tất cả mọi người đang xem The Mask Singer Việt Nam. Wow. Ở những vòng thi trước cũng như là mùa 1 chúng tôi, bạn từng theo dõi và tỷ lệ mình đoán trúng là bao nhiêu phần trăm? Em không đoán trúng ai hết. Dạ. Thanh thật. Mùa 1 em cảm giác là cái hiệu ứng rất là tốt. Khi mà mở mặt nạ ra thì đặc biệt là chị Hữu. Mình không ngờ là cái người đó lại có cái giọng hát hoàn toàn khác với ký ức tuổi thơ của mình về chị đó. Rồi hỏi thêm nè, trong đây ban giám khảo chúng tôi gọi là cái quãng mà nghe nhạc nó khác nhau lắm. Ví dụ như anh Thành là
các bậc ca sĩ mà gọi là top trên tiền bối đó là anh rất rành. Nhưng mà thế hệ trẻ thì mức sống nhẹ nhẹ một số ca sĩ. Đó là khoảng cách của thế hệ. Thế hệ. Giờ bà hỏi Tường nè, cái khoảng cách âm nhạc bạn nghe là nó dài cỡ nào? Em nghe nhiều nhạc nhưng mà đa số là nhạc không lời. Rồi tất cả những cái bài hit mà của mọi người em đều biết hết. Nhưng mà nghe nhạc không lời. Nhạc không lời. Nhưng mà thông thường thì em sẽ nghe nhạc không lời. Vậy là em không có lên nói nhiều lời nữa. Đó. Thôi vô chủ đề, người ta nói khéo rồi. Nhạc khéo em thôi. Rồi, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với lại chủ đề cột mốc và những con số. Bây giờ mình chia sẻ sương sương đi về những cột mốc và những con số nào đáng nhớ trong cuộc sống của mình. Xin mời Chiến Thành ạ. Trời, nhiều cột lắm. Dạ. Cột đầu tiên là cái cột mà thi đậu MC ha. Thì sau đó nó mở cho mình một cái sự nghiệp mới. Trước đó chưa bao giờ thích làm nghề MC. Thì sau cuộc thi đó thì có một MC Trấn Thành. Sau đó cái cột mốc kế tiếp nữa là lấy Harry Won. Một cột mốc trọng đại. Cột mốc chứ, bớt nhoi lại một tí. Trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn một tí. Cột mốc gần đây nhất có lẽ là một công việc mới, một vai trò mới với một lý tưởng sống mới. Có một cái bài hát nó nói rất là hay là có bao nhiêu lần 10 năm nữa. Các bạn cứ thấy 10 năm là mình đã đi một cái chặng đường rất là lớn trong cuộc đời của mình. Mình quay lại mình thấy người này mất, người kia dài đi. Nếu mà còn thời gian hãy tranh thủ sống, tranh thủ được trải nghiệm và tranh thủ yêu thương đi. Đúng vậy, chúng ta nên dành thời gian làm những điều tốt đẹp và tích cực hơn. Dạ. Còn Rara, Rara trưởng thành một bữa thôi cơ nè. Thì thật ra cũng linh vào những điều anh Thành nói về vấn đề thời gian. Thì em là một cái người mà đã trải nghiệm 2 năm không làm gì. Và hai cái năm này nó trôi qua không để lại trong em một cái gì, chỉ ngoài một cái nhịp để cho em nghỉ, để em nhìn nhận lại bản thân. Xong rồi đến năm 2023 là em chính thức quay trở lại với công việc. Em bắt đầu hòa nhập lại với mọi người. Em tham gia các chương trình game show như là The Mask Singer. Thì em thấy là mặc dù là mình cũng đã ngấp nghé trung niên rồi, nhưng mà khi mà tham gia thì em thấy em lớn lên rất là nhiều. Em được học hỏi các anh, các chị đồng nghiệp, rồi là những người có kinh nghiệm hơn trong những cái chương trình truyền hình thực tế. Em sẽ học tập theo tinh thần của anh, okay, là sẽ tận dụng thời gian của mình và làm thật là nhiều việc có ý nghĩa hơn ạ. Còn từ sao? Em cũng vừa mới qua 30, cho nên là cái câu hát mà anh Thành có nhắc tới là bao nhiêu lần 10 năm, thì thật ra là những cái người vừa qua 30 mới thấy là thời gian nó nhanh. Nghĩa là hôm nay giật mình nhìn lại mới là mình đã đi 10 năm rồi. Em cảm giác là cái thứ quan trọng nhất nó không phải là về cái thành tựu cá nhân của mình, mà nó là cái mặt trưởng thành của mình về mặt con người. Mà khi mình qua 30 thì em thấy em đã thay đổi rất là nhiều. Cảm ơn Tường ạ. Bây giờ nãy giờ mọi người nói về quá khứ này, đúng rồi, nói về hiện tại nhiều. Thì thôi cho em được nói về tương lai đi. Tương lai. Năm sau 2024 là đánh dấu cột mốc 20 năm vô nghề của em. Wow. Em vô nghề hơi sớm. Wow. Tiên hy vọng rằng là cột mốc 20 năm của mình trong năm tới thì sẽ có một cái gì đó thú vị hơn, xét riêng về mạng nghệ thuật mà mình có thể gửi đến, gọi là cống hiến đến với khán giả của mình. Teaser. không, thực ra bây giờ thì chưa có gì đâu. Có ai nghĩ một cái người trẻ như Tóc Tiên giờ tự đứng nói tôi làm nghề 20 năm dễ sợ. 20 năm. Gấp đôi em. Cột mốc của em là lúc em vào lớp 10 là em đã đi hát rồi. Bản thân em thì hỏi bất chợt là em sẽ không bao giờ nhớ tới con số, nhưng mà tới bây giờ ngồi suy nghĩ thì hóa ra là mình may mắn được khán giả yêu thương 20 năm rồi. Wow. Đó là một cái phước lành quá là lớn, cho nên là rất là cảm ơn tất tình cảm của khán giả trong suốt 20 năm, 19 năm qua. Anh vẫn tính hả anh Thành? Anh vẫn tính hả? Anh tính cái gì vậy? Không, em với anh làm nghề lâu như nhau. Nãy giờ trừ hoài nó chưa có ra. Già hết rồi, già dạ, hết rồi. Anh ơi, trừ đó nó nhạy cảm lắm. Ok, lớn hết rồi. Chúng ta là những nghệ sĩ từng trải. Trải hơi sâu và hơi dài so với lứa nghệ sĩ trẻ. Nhưng mà đó là lợi thế của chúng ta khi mà nghe họ cất giọng hát. Vâng, và đó cũng là bất lợi của chúng ta khi nghe những người quá trẻ hát. Dạ, mình hãy tích cực lần nào. Nhưng mà mùa này công nhận khó hơn mùa khó nha mùa. Khó quá. Nên mọi sự trông cậy vào tường. Trông cậy vào tường, người chuyên nghe nhạc không lời. Rồi, cảm ơn những chia sẻ rất là sâu lắng của hội đồng cố vấn. Và bây giờ xin mời hội đồng cố vấn hay về vị trí quen thuộc, xin mời ạ. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với không gian âm nhạc. Và nhân vật đầu tiên trong bảng C ngày hôm nay sẽ là ai? Cái gì vậy? Cái tiếng gì vậy? Trời, chính là nhân vật này, không thể nào sai được. Chắc là đang quậy phá gì bên trong. Xin mời bị đảo đen lập tức vào trong và bắt chuột Cherry ra. Vậy chứ.
Biết nhảy nhót nha anh ơi. Thấy cái chân điệu nghệ quá ha. Ồ, là có dáng nhảy đó. Vâng, vẫn là diện mạo tinh nghịch này. Nhưng ở sâu bên trong là một tâm hồn tổn thương. Tường ơi. Dạ. Tường thấy cái bước đi rồi kiểu cách như vậy này, Tường sẽ bóng đó là ai? Em đang lo ngắm cái costume quần áo của bạn chuột Sherry đẹp quá, nên em đâu có chú ý gì về việc bạn nhảy đâu. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem với chủ đề là cột mốc và những con số thì dữ liệu mà chuột Jerry truyền tải chúng ta sẽ là như thế nào. Xin mời. Để đạt được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, chúng ta cần phải biết đặt ra những mục tiêu. Và mục tiêu ngày hôm nay của tôi là dậy sớm. Còn một mục tiêu nữa đó là vượt lên chính mình. Chúng tôi đã từng mắc kẹt trong nỗi bất an và lo sợ. Nhưng nhìn nè, thay vì tránh né, tôi nhìn sâu vào nó. Cuộc đời tôi như tàu lượn siêu tốc, đủ đầy những thăng trầm. Để đạt được vị trí của mình, tôi đã làm quần quật từ công việc này sang công việc khác, từ đêm sang ngày. Chợt mắt được dây nào là tôi cũng tranh thủ. Tôi có thật nhiều ước mơ phải thực hiện trong đời, và tôi ở đây để chạm tới thành công tiếp theo của mình. Hãy để tôi phục vụ các bạn một buổi biểu diễn thật tuyệt vời nha. Khó vậy. Hướng nội. Cái người này thăng trầm ư? Mà nói vị trí của mình thì có nghĩa là đã có vị trí, đúng không? Bí quá à. Bí thật. Nhưng mà lại có một hint là làm nhiều nghề và xong rồi bác sĩ. Có bác sĩ. Ừ. Là gì? Có thể học y à? Học y chị hả? Bác sĩ mà sao lại đưa hai bé mèo vào? Bác sĩ thú y chăng? Bác sĩ thú y. MC mà nói cái gì hay đánh lạc hướng mình không? Nghe là anh đi. Em cũng đáng ờ nữa. Dữ liệu em cũng cảm thấy như vậy mà. No, 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 no. Tôi đã kinh nghiệm nhiều năm, đừng bao giờ tin rối như bộ đồ vậy đó. Không biết là ngày hôm nay chiến lược của chuột Jerry sẽ lựa chọn bài như thế nào. Chuột ơi. Dạ. Này, hát sao nè? Trước khi hát, em có một điều muốn hỏi anh Huy. Anh Huy, anh Huy có yêu em không? Nữa hả? Bà vẫn tiếp tục hỏi. Sao bà này hay thả thính quá. Em không vậy? Trời ơi, yêu hay không yêu thì nói một mạng miếng. Bóng bắp cũng diễn y chang luôn đó nha. Liên tục. Chịu ơi. Nãy bắp mà trả lời cái ba gãy. Dạ, đó là người ý. Trong ca khúc mà Trúc sắp thể hiện, một ca khúc rất rất nổi tiếng của nữ ca sĩ xinh đẹp Bích Phương, được mang tên Bùa I see.
một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi sao không yêu nhau. Bây giờ yêu luôn đi. Tin không em đang thật lòng, em nghe để anh nói vì anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu, nói một lời bên nhau hay thôi, chỉ một lời yêu. Chủ nhân ca khúc này trước đi, Bích Phương. Dạ, em đây. Phương thấy sao về Bùa Yêu phiên bản Chuột Cherry? Đang hoang mang. Em đang rất hoang mang chơi vơi. Vòng trước Chuột Cherry hát khác hẳn. Và vòng này Chuột Cherry, theo như tai nghe của em thì em thấy Chuột Cherry hát rất là giống chị Thu Minh. Dạ yeah. Nhưng mọi chuyện liệu có đơn giản như thế không? Em đang bị mắc kẹt ở khúc đấy. Và em có thấy một vài cái tiểu tiết ở trong lối hát của chị Minh xuất hiện ở trong cái phần trình diễn này của Chuột Cherry. Thật ra em cũng nghĩ giống chị là chị Thu Minh.
Tại vì là đầu tiên là để bắt chước một diva rất là khó. Dạ. Yeah. Cái kỹ thuật rất là cao. Mà cái thứ hai nữa là trong người chị Thu Minh luôn có một cái ngọn lửa rất là khủng khiếp với âm nhạc. Có nghĩa là nhiều khi người ta hứng lên quá, người ta sẽ không còn giấu được cái bản chất thật của mình. Thì những cái luyến lấy đó nó rất là đặc trưng của chị, gằn giọng rồi các thứ là mấy cái gằn giọng, mấy cái giọng phiêu của mấy chị là nghe rất giống chị Minh. Chị chưa dám chắc tại vì chương trình có những cú twist. Twist à? Em ơi, twist là đặc sản của chương trình. Đúng rồi. Bây giờ là hòa nhập rồi đó. Mình không được nghĩ thẳng. Mình không được suy nghĩ đơn giản. Đôi khi mình suy nghĩ phức tạp lên. Bây giờ nè, Tiên. Dạ. Tiên có theo phe này không? Tức là ngay cái vòng trước đó khi mà chú Jerry hát ấy, thì em cảm giác có màu của Hòa Minh Di trong đó. Khi mà chú Jerry hát bài này ở những cái câu đầu tiên em vẫn thấy cái màu của Hòa Minh Di. Nhưng dần dần qua cái cách nhả chữ, đặc biệt là chữ thở, thở ấy, và cách ngân rung này nọ rất là màu giọng của chị Thu Minh. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Sao giống Thu Minh vậy? Nhưng vẫn bị cấn một chỗ. Là? Như Tường nói là chị Minh máu không thể nào, không một ai kìm chị Minh trên sân khấu được. Thì cái máu này nó chưa đúng cái máu của chị Minh. Nhưng chị chưa bung hết, em đã thấy hơi. Thì chính vì vậy cho nên là một tranh cãi. Thì vấn đề nó nằm ở chỗ là có những người người ta giấu, nhưng mà người ta không giấu hết được. Bây giờ anh hỏi em chứ em giấu kiểu gì nó cũng phải lộ chút xíu. Giấu đầu phải lộ cái đuôi chứ. Đúng. Tranh cãi quá, tranh luận quá. Thế nhưng là tôi khẳng định không phải là Thu Minh. Wow, lối đi riêng. Bởi vì Thu Minh là người của nó từng chỉ tôi thanh nhạc này nọ, rồi đi ăn đêm chị em chở nhau, làm sao mà chỉ tôi không nhận ra giọng được. Cái người này là cái người hát quá giỏi. Dạ. Yeah. Để làm rất là giống chị tôi, để lừa lọc tôi. Đấy, chỉ có hai option thôi. Tại vì chị Minh không có feel như vậy. Thì chị phải feel giả. Cái vòng run đó không phải là vòng run của Thu Minh. Nói theo ý anh thì lỡ chị giấu lừa mình sao? Đấy. Chị giấu quá giỏi chăng? Ừ. Khoan, mọi người ơi, bây giờ mọi người đều khăng khăng vào một giả thiết là bên đây là chị Thu Minh đang hoài nghi. Tiên là gọi là cấn 50-50. Dạ. Anh Thành khẳng định không phải chị Thu Minh. Bây giờ em tung thêm cho mọi người những manh mối mới nữa. Ai có nữa à? Lại phải có manh mối bởi vì quá rối, ai cũng khẳng định. Rồi, manh mối này mọi người có biết cái trào lưu hiện tại giới trẻ theo đuổi là flex đến hơi thở cuối cùng không? Rồi. Thì cho mọi người khán giả nào chưa hiểu, flex giống như là một dạng chúng ta khoe những thành tích theo một cách rất là tiêu cực, lộc theo một cách rất là tích cực, đúng rồi, không có tiêu cực như những cái mà khoe khoang hay là khoe mẻ. Những cái thành tích này là giúp chúng ta truyền cảm hứng nè, vui vẻ nè, để mọi người đón nhận và hưởng ứng nó. Và ngày hôm nay Triệu Cherry cũng sẽ flex nhẹ nhẹ sương sương. Nào, xin mời manh mối. Vậy. Wow. Cúp. Ai bố trí cho cái xe có duyên quá. Ôi, flex của chuột Cherry là một chiếc cúp vàng và có con số 10. Thì xin mời chuột chia sẻ về flex này của mình như thế nào ạ? Một chút sợ cái nha. Dạ, cuộc đời có chuột. Để Vinh Dự đạt được 10 cốt như vậy này mọi người. Dạ, 10 cốt. 10 giải thưởng, 10, lớn 10, nhỏ. Đạt được 10 giải thưởng, 10 chiếc cúp như thế này. Ủa? Danh giá. Dữ vậy. 10 giải thì chắc là một đàn chị rồi. Hồi nãy Tiên đi Nhật Thủy đâu có lấy giải gì nữa. Nhật Thủy không tuổi gì với em 10 cúp lần. Cái gì? Tuổi gì với em 10 cúp lần. À xin lỗi. Trời tuổi gì với em? Em đang flex con số mà số 10 dạ. 10 anh Thành ơi, 10 cúp. Giải gì mà lấy chục cái bà. Nếu mà lấy cái giải này ra là chỉ có trong thời làng sống xanh mới có cỡ đó thôi. Đúng không? Tuổi nghề cao đó. Tuổi cao đó. Dạ. Yeah. Trẻ thì không thể có nhiều cúp. Không thể nào có được. Bây giờ lấy giải dinh hay giải cống hiến cũng không thể nào được 10 cái cúp như vậy được. Nếu mà những giải thưởng mà cúp mà đạt được cúp vàng thế này, em nghĩ là những giải thưởng rất là danh giá. Tôi nói nè, hồi nãy tôi có nghĩ đến một người này. Trời, nếu mà người đó mà mạo danh Thu Minh mà giỏi được như vậy là người đó là năm nay là luyện ghê lắm á.
nhân vật nào mà có thể được giá là giọng chị Thu Minh vậy anh? Hồi nãy mình nghe phảng phất đâu đó một cái mùi đoan trang. Sau đó cái người đó bẻ qua Thu Minh. Ồ, nhưng mà nói về chị đoan trang thì chị cũng đạt rất nhiều những giải thưởng, mà có cả những giải thưởng mà không phải chuyên ngành chị, như là giải nhảy dance sport cũng có luôn. Cũng thì bởi thì đoan trang là đúng cái thời đó luôn, đó là làng sống xanh đó. Là từ cái khu vực đó thì mới có 10 giải được, mà cũng mang đôi guốc cao cao đồ đó. Bây giờ mình hỏi Chuột cho thêm manh mối thì mọi người. Tường ơi, Tường có hỏi dành cho Chuột không? Em chào chị Chuột. Chị ở Sài Gòn hay chị ở Hà Nội ạ? À? Phần lớn cuộc đời của chị. Chuột Cherry đã lập gia đình chưa? Dạ Chuột chưa, buồn quá. Người ta dễ thương nhỏ nhắn, chị chưa lập gia đình. Chưa lập gia đình hả? Chuột nói vậy đó thiệt ạ. Chưa có gia đình. Anh tinh tế đó, anh tinh tế nha. Nhưng mà giọng hát của Chuột nghe cũng nhiều trải nghiệm lắm. Tức là trong cái đoạn VT là có đoạn xưng, vì em cũng không biết là rốt cuộc nhỏ hơn hay lớn hơn em nữa, em xưng tên thôi nha, xưng Chuột thôi. Thì rút kinh nghiệm. Nói quá trời nói. Anh nữa, anh kêu là mấy bạn này trẻ quá anh không biết nó. Không em anh ơi. Cái này anh Thành nói thiệt. Mấy bạn trẻ anh không biết. Trẻ quá trời. Bậc lão làng luôn. Trước hết là cho phép tất cả tụi em ở đây xin gửi lời xin lỗi rất là chân thành đến chị, vì bọn em cứ đinh ninh rằng là nhân vật này nhỏ tuổi hơn tụi em, cho nên là bọn em nói chuyện có hơi bổ bã một tí xíu, rất là mong chị bỏ qua. Bây giờ tự nhiên cái tất cả mọi quy định gì là nó lung lay, nó vỡ tan hết rồi. Cho nên bây giờ Chuột Cherry ơi, là trong cái clip VT có một cái đoạn mà giống như là đang khám bệnh hay gì đấy cho ai đó, thì tức là Chuột đã từng có ước mơ là bác sĩ hay là đã từng học y, có người thân trong gia đình là bác sĩ hay gì, có thể chia sẻ được không? Dạ có. Chuột bác sĩ có y. Khoa y trường nhạc. Khoa y trường nhạc. Khám thanh quản hay gì ta. Hả? Khám cho mũi họng á. Vô trường nhạc khám cần cổ hả Chuột? Tức là trong trường nhạc phải có gọi là phòng y tế đó, là làm đó đó chắc vậy quá. Có không? Dạ có, khám cổ họng đồ đó viêm rồi hát không được rồi chích. Tôi hỏi bả, tôi hỏi em. Có thiệt không Chuột? Có cái dạ, khoa đó không? Nếu như mà chương trình năm sau mà muốn có cái công đoàn trình autotune thì đưa hết các bác sĩ cho em khám nè. Khám xong cái tự động nói giọng về luôn. Rồi nãy giờ là 6 tiếng rồi Phương ơi, radar bắt được tần số chưa? Thì em vẫn cứ nghĩ đây là chị Thu Minh thì khó quá. Nếu mà ai mà giả được giọng chị Minh giống đến mức như thế thì người đấy quá siêu. Quá wow. Siêu. Phải đến 60% trong bài hát là hát giống giọng chị Minh. Thật ra là cái giọng chị Minh rất khó nhái, mà từ xưa tới giờ tôi chưa thấy ai nhái được luôn á. Thế chấp niệm giỡn chị Thu Minh thôi. Nếu mà cái người này mà là chị Minh của tôi thì tôi thua, là thì tôi dở quá. Rõ ràng là giấu thân phận giỏi quá. Quá nhưng mà. Rồi bây giờ mình chốt tên đi. Tiên. Em vì không dám khẳng định gì Thu Minh cho nên em xin chọn phương án là một cái người có thể giả giọng rất giỏi. Nhật Thủy. Mặc dù bây giờ không biết khán giả có biết Nhật Thủy là ai hay không. Chị xin lỗi Thủy, xin nếu em có xem chương trình cho chị xin lỗi cùng luôn. Một là tôi nghi chị Đoan Trang. Đoan Trang à. Hai là tôi cũng đáp về bãi Nhật Thủy thôi. Chứ tôi cũng không có cái bãi khác để đáp đâu. Phương. Em sẽ đoán là chị Thu Minh. Thật sự lần này em thấy giống chị Thu Minh quá. Chị Thu Minh. Vua Cát Tường ạ. Em thấy chắc chị Thu Minh. Yeah. Rồi, yeah. Biết đâu mình sai ta. Thấy Chuột cười nhẹ rồi đó. Trời ơi, này mà lồi ra bà Minh tôi xỉu liền đó. Ồ thiệt. Thật ra bà Minh đã nói giọng nam 100% luôn á. Được á. Vậy là em sẽ quay lại cái đoạn mà trời ơi chị tôi đăng nhiều lắm. Giang đêm dạy tôi hát đồ. Sao tôi có thể không nhận ra được? Không, tại vì em cũng nghĩ là chắc chắn là anh Thành đã đón ra. Tại vì đó là người rất thân với anh Thành. Nhưng mà thân như vậy mà anh đón sai mới ghê đó. Thôi tôi là... biết rồi. Thôi. Xí xóa. Rồi bây giờ xin mời Chuột Cherry vào hang thưởng thức phô mai. Sao giỏi vậy ta? Em ơi nhưng giống chị Minh lắm. Giống. Rối à? Không giỏi rồi, chứ rồi. Vậy là bạn này quá giỏi trong việc biến đổi giọng hát của mình. Cherry không yêu thì cứ bình chọn cho Chuột đi nhỉ. Bởi vậy á, Chuột Cherry yêu khán giả của The Mask Singer nhiều lắm thôi này. Chuột Cherry muốn hát nữa. Hát nữa. Who is that? Hãy cho một cái tên. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Cực sốc cơ hội
sở hữu vé Rap Việt All Star Concert 2023 khi đăng ký gói Vion 6 tháng bất kỳ. Bạn còn được xem trọn bộ 3 mùa Rap Việt 4K sơ mứ. Tất cả duy nhất trên sử dụng giải trí Vion. Còn chân chơi gì nữa, số lượng có hạn. Nhanh tay đăng ký ngay, truy cập website để biết thêm chi tiết. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là phần xuất hiện của đấu sĩ đầu tiên. Cái gì? Tinh hoa hội tụ. Khán giả yêu hay không thì chưa biết, chúng tôi đã phải săn lùng khắp các lục địa, từ châu Á, châu Âu, châu Phi, để tìm ra được nhân vật này. Đó chính là Tê Giác Ngộ Nghịnh. Xin mời. Drama thì phi cũng phải nè nè nè. Mấy cái người mà bà hoắc coi cả nè nè nè. Thích là tôi chứ cũng nè nè nè. Anh em chỉ sống cool bên đường nè nè nè. Drama thì phi cũng phải nè nè nè. Mấy cái người mà bà hoắc coi cả nè nè nè. So nè 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 nè. So nè 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 nè. Ey, được cái người mà chạy, được cái người mà phải. Nghe cái tụi đang nhảy nhưng thật ra là hẹn. Ta chỉ muốn tụi mãi mà bà. Wow. Thở. Sao Tê Giác mặt cọc dữ em? Mặt thách thức lắm anh, mặt kiểu gì nè. Thở. Nhảy quá thở. Đang bị ù tai luôn rồi. Ù tai. Không nghe được. Ê, thích cái mặt quá. Đông đông vẽ cái mặt Tê Giác thấy ghét. Mà ổng còn bị lé nữa. Em nghĩ lúc mà dán mắt này là đang làm giờ khuya. Bên này mắt Việt Nam, bên này mắt Hàn Quốc nè. Với điều nhảy vừa rồi, phỏng đoán ai ạ? Trọng Hiếu. Trọng Hiếu. Chỉ có Trọng Hiếu nó lắc cỡ đó thôi. Hiếu thứ hai. Hiếu có. Hiếu thứ hai. Hiếu thứ hai, à. Hiếu thứ hai. Xây bột gói bánh rồi đó. Em chưa đoán nó được, nhưng mà vậy thì quá lộ, không thể nào là Hiếu thứ hai được. Cái gì? Mô lô. Quả bao giờ là mô lô không? Trời ơi. Bây giờ coi clip nào để coi đây là ai nhỉ? Giờ quá nhiều cái tên rồi. Hấp dẫn quá. Manh mối, xin mời. Đấy, lại hãy tiếp. Rất là hãy. Chào em, anh là Tê Giác. Hôm nay em mặc gì không quan trọng, nhưng đừng mặc kệ anh em nhé. Cắt, lộn tiệm rồi bà ơi. Bà đang tham gia The Mask Singer chứ đâu phải người ấy là ai đâu. Ok. Hỗn lộn thì làm lại thôi, gì đâu căng dữ. Xin chào mọi người, tôi là Tê Giác Ngộ Nghịnh. Đã bao giờ các bạn thử tưởng tượng bản thân trở thành một nhân vật chính trong một bộ phim mà mình yêu thích chưa? Tôi thì có đó. Mọi người nhìn vào tôi và nói tôi mơ mộng. Nhưng Hồng bé ơi, Tê Giác luôn biết mình nên làm gì và nỗ lực với điều mà mình đang theo đuổi. Nhưng liệu có mấy ai hiểu sâu trong tâm trí tôi là gì? Cũng giống như những người anh em khác, Tê Giác tôi cũng sở hữu sừng lộng lẫy, đầy keo lì khiến bao người thèm khát và muốn chiếm đoạt. Vì thế mà tôi luôn được bảo vệ một cách chặt chẽ và nghiêm ngặt. Nhưng đến một ngày tôi chợt nhận ra sự bảo vệ đó khiến mình cô đơn và không thể nào theo đuổi đam mê một cách trọn vẹn. Và lại với nhạc sách này mà ngồi một chỗ hoài cũng cuộc đời trai hang. Tôi quyết định rời xa quê nhà, nhảy ra khỏi vùng an toàn của mình để bước tiếp trên con đường mới. Dẫu biết rời xa nơi đây sẽ là bão tố, và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tất cả những điều trải qua đều là bài học vô cùng quý giá trong cuộc đời của Tê Giác, và tôi sẽ không bao giờ quên được. Đêm nay Tê Giác sẵn sàng để xoay chuyển cuộc diện nơi đây. Chưa. Các bé quanh đã sẵn sàng chưa? Nếu đã sẵn sàng rồi thì cùng anh càng quét sân khấu The Mask Singer nha. Mãi yêu. Em sao có cảm giác nghe nó hơi kiểu có Việt Kiều trong đó ta? Ở đó tôi cũng hửi thấy cái mùi hơi Việt Kiều. Bây giờ manh mối quan trọng nhất, giọng hát của Tê Giác Ngộ
nghỉ. Đúng vậy. Okay. Bài hát này của Tê Giác đang được sở hữu lượt view là 175 triệu lượt view, hay còn gọi là bản thức tình ca quốc dân. Thấy không? Trời ơi, đây là một bài hát mà khi mà cất lên là bao nhiêu trái tim của những người con trai vụn vỡ. Ai chung tình được mãi. Một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Hưng. Thay tôi yêu cô ấy. Chính nó. Đó. Hay hay quá à. Mê qua phần này. Trình diễn của Tê Giác Ngộ Nghĩnh Nghĩnh Nghĩnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gian cho em nhiều hơn. Đã chẳng mất em. Xin được cảm ơn Tê Giác Ngô Nghĩnh. Ừ, từ đầu tiên về Tê Giác Ngô Nghĩnh như thế nào, xin mời mọi người hãy điền vào phong thư ạ. Chúng tôi sẽ lưu giữ tại ngân hàng VIP, xin mời. Mình đâu có thể để trống được đúng không anh? Không để trống được. Wow, anh Thành xong rồi. Anh Thành chắc chắn lắm luôn á. Anh ơi, anh xem ngon. Trời ơi, Phương ơi, tự trọng, không copy vậy được. Trời ơi, bây giờ nước sôi lửa bỏng. Còn tương. Tương bí chắc luôn. Trang giấy trắng. Còn hay là ba tụi mình để trắng à? Nó tạo thành điểm nhấn chương trình. Ủa em tưởng tới đây chơi ai về khó dữ vậy? Cực quá. Mình như làm bài kiểm tra đó em. Mình không có bị gì đâu, mình chỉ xấu hổ thôi à. Xấu hổ riết cũng quen. Quen rồi. Rồi xin mời quản gia lên thu gom những phong bì ạ. À. Biệt đội áo đen. Khó ghê. Thùy xin thêm 5 phút suy nghĩ nữa. Biệt đội đen ơi, mình nhớ nghề mới bớt lại. Bài kiểm tra 15 phút hết rồi nha. Em ghi bừa thôi, một người nào đấy mà em cảm giác như là hơi giống giống lài lài thôi cũng được nữa. Thiệt luôn á, năm nay chấp nhận trả cúp lại. Trời ơi, lại em rồi kìa. Mọi người ơi, khi thấy mọi người đi những cái ấn tượng đầu tiên về Tê Giác Ngộ Nghĩnh, Tê Giác khinh ra mặt. Em thua. Mà có mình anh Chính Thành là anh. Ồ, anh Chính Thành chắc chắn lắm tiên nha luôn. Anh Thành ơi. Dạ. Dữ liệu gì mà đoán nhanh như vậy ạ? Tại vì á, là khi nghe Tê Giác hát xong thì tôi bán tính bán nghi. Các bạn để ý đi, trong cái âm sắc của Tê Giác hồi nãy ca, đâu đó thấp thoáng cái âm sắc của anh Đan Trường. Anh Đan Trường là một chữ thôi cũng nghe giọng anh nữa. Giọng anh Đan Trường rất là dễ nhận ra. Cho nên anh mới nói là có bao giờ là do cái người này cố tình bẻ cái giọng mình đi hay không? Đó là trường hợp 1. Yeah. Trường hợp 2, tôi sẽ nghĩ đến một nhân vật với chiều cao đó, cân nặng đó. Dĩ nhiên không có con mắt một bên bự bên nhỏ đó. Giọng ca đó maybe là... Có nên nói ra không các bạn? Nói ra sớm quá thì... Anh nói ra đi vì bọn em cũng biết đi đâu. Tôi chắc đúng đâu anh. Nói không? Anh nói đi. Nói thiệt đi, ai ủng hộ tôi mới nói nè. Ôi. Sai thì thôi ha. Yeah. Trời ơi. Ông phải vào trước chứ quả quyết quá nó hầu trật nhục. Cái người này nha, tôi đoán là anh Lê Minh của nhóm MTV. Tôi đã nghe một tiếng cười từ ban nhạc. Không anh, không phải một tiếng, cả band cười. Thôi chứ tôi chưa nói gì. Trời ơi. Còn option nữa. Gỡ gỡ gỡ. Một bụng qua đũa cả nắm thế nào cũng dính người. Tôi đoán là anh Đinh Ứng Phi Trường. Khó vậy. Đinh khó Ứng Phi vậy? Trường vậy. Ồ. Có cơ sở đúng không? Có cơ sở là thêm một phần cười nhạo nữa đó nè. Đúng mà. Có chứ. Hồi nãy lúc mà em xem cái clip TT ấy là chưa có nghe giọng. Thì em cảm giác là ở đây là một anh có thể là Việt Kiều giống như là theo suy đoán. Dạ. Thì em có nghĩ tới anh Kasim Hoàng Vũ. Đúng. Nhưng mà khi hát xong thì em bay mất tiêu cái tên nó luôn. Tiên nói cái đó cũng có lý á. Có thể là anh Kasim Hoàng Vũ đó. Có thể, nhưng mà vì anh Kasim Hoàng Vũ không hát kiểu này. Đúng rồi, anh Kasim anh hát kiểu dứt khoát lắm. Đúng. Đúng rồi, em không còn option nào khác luôn á. Thì em ghi đại anh Ưng Đại Vệ. Còn Tường thì sao? Em không biết một cái gì luôn. Trong cái cảm nhận của em thì em cảm giác là cái cách xử lý này không phải là người quá già, cũng không phải là Gen Z luôn. Yeah. Mà là cái người ở hải ngoại hát lâu vậy. Em cứ tưởng là chị Tiên biết đó chứ, tại vì là ở hải ngoại. Hay là anh Nhật Tinh Anh? Em có nghĩ tới anh Nhật Tinh Anh, nhưng mà anh Nhật Tinh Anh em nghĩ là cao hơn. Mọi người ơi, mặc dù là tới đây để thách đấu, nhưng mà Tê Giác vẫn có flash nha mọi người. Có flash luôn hả? Ôi, flash có đi, flash à. Đi. Xin mời flash của Tê Giác. À chạy bon rồi, vừa nãy không chạy được. Wow, 37 hit á.
Trời, đối với ca sĩ hai bài hit như tôi đây là một cú tát vào mặt. Thôi 30 là nhiều lắm. 30 bài thì chắc là anh cũng phải hoạt động lâu trong nghề rồi. 30 bài này có thể là bao gồm bài anh ấy hát và bài anh ấy sáng tác cho người khác nữa nha. Không lẽ em nói sĩ lưng à? À, em có nghĩ tới một người. Ai ạ? Em cố lên, em cố lên. Em cố lên, em cố lên. Chị có nghĩ là anh Khắc Việt không? Đúng rồi, phải là anh ca nhạc sĩ luôn. Không, Khắc Việt giọng kim lắm. Cái giọng vừa rồi không có đủ kim như Khắc Việt. Người ta làm như thế để người ta lừa mình đấy. Biết đâu là anh Sĩ Luân nữa. Anh Sĩ Luân là sẽ có suy nghĩ nhẹ. Nhưng mà khoan cho em hỏi cái nào. Bây giờ phỏng vấn tê giác coi là 30 hit này là 30 hit anh ấy hát hay là anh ấy sáng tác. Nãy giờ chưa nghe giọng đúng đó. Rồi, đó. Tê giác xin nhận đây là tất cả những bài hit của tê giác hát nha. Ê, anh Sĩ Luân quá hả? Tê giác chỉ viết có 2 bài đến 3 bài trong đời thôi. 2 bài đến 3 bài trong đời. Cái giọng này giống giống giọng của người bên quận 5 quá hả? Anh chị nè, nói chứ còn giọng nào nữa. Và may mắn lớn nhất là trong 3 bài của tê giác viết thì có tới tận 2 bài hit lần. Ê, cái giọng này nghe quen quá trời ơi. Cái này không có nói dối được rồi, cái này là nói thiệt rồi. Tại vì là nãy giờ thấy mình đoán sai quá nên là bây giờ người ta cứu mình đấy. Nhưng mà 30 bài hit tức là anh này hoạt động lâu rồi. Phải là đàn anh của bọn mình rồi đấy. Thế rồi sao không nhận ra bọn mình yếu nghề quá? Yếu nghề thật. Ê, dù ông nói đi, gần ra rồi, hỏi đi Phương. Thôi, cho em giác thì được gọi tất cả các anh chị đi. Tại vì em năm nay mới có 18 tuổi thôi. 18 tuổi gì mà 30 bài hit. Eo ơi, mà không có ca sĩ nào mà trợ như này nhá. Em xin lỗi. Coi như là tay đôi với cả người chơi. Em xin lỗi. Eo em xin lỗi ơi. Anh. Nhưng mà trong clip VT có cái cục mốc là ngày 5 tháng 2 2023. Cục mốc đó là cái gì vậy Tê Giác? Điều này thì Tê Giác sẽ bật mí vào vòng sau nha. Lỡ không vô làm sao? Thì bây giờ mình phải có một cách nào đó để mình định vô vòng 2 chứ. Tới đây là mình phải cố gắng làm tất cả những gì mình có. Ê, cái này giọng này giọng miền Trung. Lại miền Trung nữa, anh vừa mới bảo quận 5 xong. Không thôi, em đây yếu nghề thì cho. Cảm ơn anh Chánh Thành, bởi vì nhờ có anh em có thêm một quê hương nữa, đó là miền Trung đó. Không phải miền Trung. Thế là quận 5 đây anh ạ. Để em moi ra tiếp nha, ok. Moi. Trong clip VT chữ R có nghĩa là gì anh? Chữ R này có nghĩa là chiếc xe mà Tê Giác thích nhất đó. Rồi rồi, thích khôn quá vậy. Trời đất ơi, vậy là Tê Giác có điều kiện. Xong thích xe rồng rồng. Sao anh cũng ráng nghĩ ra xe rồng rồng vậy? Ta ghét quá, cái chữ R thì ghét quá. Xe rồng rồng là xe gì? Nói đại vậy thôi, thôi đừng hỏi tới. Trong cái VT là bảo là muốn đóng phim, muốn là diễn viên chính trong một cái bộ phim nào đó đúng không? Có bao giờ đóng phim chưa Tê Giác ơi? Tê Giác chỉ biết đi hát thôi, thỉnh thoảng thì Tê Giác mới đóng phim nhưng mà rất là ít luôn đó. Cứ cố tình nói giọng. Ê, giọng cái giọng này quen quá, quen lắm. Giống Jun Phạm với ST nè. Ẩn số nha. Từ quận 5 mà đẩy mình qua miền Trung, rồi đẩy mình về đâu không biết. Bây giờ mình chốt lên cái tên đi. Bây giờ nói 30 bài hit là chỉ có anh Đan Trường là đúng nhất trong các option của mình đó. Thì đó. Anh Lam Trường. Anh Lam Trường là không có giọng này. Đến đúng phi trường. Nói cái gì? Thôi bà đi. Nói gì có cơ sở giùm xíu đi. Thôi bây giờ mình tan trường rồi. Tan trường đi. Không thể nào đón được. Không đón là được. Có thể đây là một chiến thuật của Tê Giác. Trời ơi, Tê Giác khó quá vậy ta. Khó quá. Mà cái giọng quen quá mình mới tức chứ. Cho anh mở câu cuối thôi. Câu cuối. Tê Giác với tôi có đi diễn chung rồi hay chưa? Nếu như mà nhớ không nhầm thì Tê Giác đã từng đi diễn chung với nghệ sĩ Chân Thành một lần rồi. Đi tỉnh hay đi thành phố nè? Tại vì Tê Giác ở trong rừng nên là chắc gặp ở đâu đó. Ừ, đi diễn trong rừng đúng rồi. Vô hát cho cú nghe, cho hay nghe em ơi, đúng rồi. Trong rừng, thôi, em nghĩ đây là loài động vật đúng nghĩa là quý hiếm rồi, cần phải bảo tồn. Xin mời Bì Đỏ Áo Đen đưa Tê Giác vào trong nghỉ ngơi ạ. Hay, nhân vật hay quá. Khó quá, không chịu nổi. Nếu thích anh thì em hãy nói I love you. Còn muốn anh ở lại thì lâu thì hãy phó tính cho Tê Giác ngộ. Nhịn nha các tình yêu ơi. Mãi yêu. Rapid All Star Concert 2023, đơn vị chấn về rap và hip hop độc nhất năm 2023. Siêu hot, mua vé VIP1 hoặc VIP2 trước ngày 4 tháng 10 để có ngày cơ hội dùng tiệc tối cùng Double Twizy và hai Tigerite. Đặc quyền vé VIP1, hạng vé duy nhất sát cạnh hai sân khấu, thỏa sức tận hưởng trọn vẹn mọi khoảnh khắc cùng các rapper thần tượng. Mua vé ngay trên VShop trước ngày 4 tháng 10 để có ngày cơ hội dùng tiệc tối cùng Double Twizy và hai Tigerite. The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2, 21 giờ thứ 6 trên V Channel, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.
Vừa rồi, Tê Giác Ngộ Nghĩnh mang đến một bản ballad trụy tim. Bây giờ chúng ta phải make some noise. Ok. Bằng một bản Vina hay. Trời, dữ vậy. Wow, Vina hay à. Và nhân vật sẽ làm nóng chúng ta ngày hôm nay không ai khác là dòng giống nhà em, Thổ Sở Khuyên. Tay đâu? Yeah. Tay đâu rồi? Hey. Woo. Chúng ta là một gia đình. Hey. Chúng ta vỗ tay nhiệt tình. Hey. Đẹp quá. Nhìn hiểu cái tường đây là đồng loại của thỏ. Xin chào. Vừa rồi thì người quen. Trời ơi, ra một cái lần đầu tiên thấy cái hành động này với lại một cái từ luôn thêm dữ liệu. À. Bác tín hiệu nha. Em phải cố lên nha, lại cứu chị. Bây giờ là với là chủ đề ngày hôm nay là cột mốc những con số. Chúng ta hãy cùng xem là cột mốc đáng nhớ nào của Thỏ Sổ Khuyên qua đoạn clip sau đây. Xin mời. Okay. Nope. Khán giả không đón nhận tôi. Nỗi thất vọng về chính bản thân mình đôi khi là nát tâm trí tôi. Và giọng hát của tôi dần rơi vào quên lãng. Thôi, nghỉ khỏe. Tôi đã nghĩ như vậy đó. Bỏ nghe. Trời ơi. Xeo cái đàn. Cô là ai? Ta là Ti. Ta sẽ cho con hai viên kẹo đã lựa chọn. Kẹo xanh là quay về quá khứ. Và kẹo đỏ là thức giấc. Con muốn chọn viên nào? Ôi, cô giáo chuyên nghiệp cấp 3 của tôi kìa. Đây chính xác là kỷ niệm hạnh phúc nhất đời tôi. Cô đã tặng món quà đầu tiên trước khi tôi bước vào trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Ơ, đại học sân khấu điện ảnh à? Đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Đừng sợ, lại là ta đây. Lần này con muốn chọn bên kẹo nào nè. Cấp xã ha? Cấp xã năm 2014. 2014 á? Tôi không muốn thức giấc vì giấc mơ này đẹp hơn thực tại. Nhưng đắm chìm trong niềm vui của quá khứ đâu phải là cá tính của tôi. Vậy tôi sẽ thuyết phục tình yêu của khán giả bằng chính tình yêu âm nhạc của mình. Tôi là Thỏ. Một khi khuyên đã sỏ thì Thỏ không nhỏ nữa đâu. Có slogan này nọ nè. Dữ gì sao? Áo mà Thỏ này nhiễu loạn quá. Làm sao mà có vụ mà trường sân khấu điện ảnh được? Không có đâu. Sân khấu điện ảnh Sài Gòn nha. Thế mà dữ liệu là những con số như 2014 nè, rồi thời đi học nè, cây đàn nè, Phú Cát Tường. Dạ. Với những dữ liệu này, sự quen biết mới nãy ra chào nhau, thì bạn có cái tên nào hiện lên trong đầu hay không? Khi nãy thì em có đoán có thể là anh Hakuta, nhưng mà anh ấy lại là học trường kiến trúc. Trong cái ký ức của em lại không có người bạn nào là trong đại học sân khấu điện ảnh. Phải không Thỏ? Ừ, không nhớ sao? Chúng mình vừa gần đây vẫn còn gặp nhau cơ mà. Cái tháng em có ra khỏi nhà đâu mà gặp nhau. Trời ơi! Hố rồi bà Thỏ ơi! Có khi nào gọi điện thoại FaceTime được không? Nhiều khi nhớ lộn ta không bà? Không nhầm được đâu à. Có nhớ chúng ta đã gặp nhau tại thủ đô không? Ồ, vậy là người Bắc hả? Đúng rồi. Không, nãy giờ nói giọng đó chắc người Nam em. Sương sương sơ bộ như vậy. Bây giờ tới giọng hát của Thỏ. Dạ. Yeah. Thỏ muốn nhờ Huy hỏi ban cố vấn như khán giả là tạo hình của Thỏ có đáng yêu hay không? Quá đáng yêu. Nhìn chất ghê.
quá đáng yêu. Vì thế ngày hôm nay Thỏ sẽ mang đến một ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng pop US UK. Có duyên nha. Một sáng tác của ca nhạc sĩ Khắc Hưng. Bài hát Em Mới Là Người Yêu Anh. Bạn này chọn bài rất là có một cái gu riêng và rất đặc biệt nha. Giờ sang ở nơi ngã tư đường, ta ngồi bên cạnh nhau làm tung ngắm phố phường. Trong lòng em giờ đây từng cảm xúc bất thường. Anh hỏi em giờ đây rằng anh biết làm gì khi người anh từng yêu giờ đây đã chia ly. Mang theo con tim của anh mà chẳng nói câu gì. Oh baby, sao anh không nhận ra sau bao nhiêu ngày qua khi người mà anh luôn luôn gần bên không thể mang cho anh từng cảm xúc như em làm, như em làm. Sao người đành lỡ yêu vội vàng. Yeah.
một phiên bản hoàn toàn khác qua phần trình diễn của Thỏ Sở Khuyên. Em mới là người yêu anh. Quá trời, xúc động quá, bản phối hay quá. Mình không nghĩ là cái bài này được phối theo kiểu Infinity Rock là lại hay như hay vậy. Hay quá, mới mẻ. Khẳng định luôn, chắc chắn đây sẽ là phần trình diễn bùng nổ nhất của mùa này, chắc chắn. Và chắc chắn phần trình diễn này sẽ có mặt trong concert của The Masked Singer. Ca sĩ mặt nạ mùa 2. Quá trời. Thỏ ơi, bình tĩnh là chưa, lấy lại sinh lực chưa? Ổn rồi anh Bắp. Bây giờ là màn đối đáp nè. Ok la rồi đấy. Ok la, là ok la nha. Trong 3 tháng gần đây là Thỏ có đi diễn gặp Tường không? Ờ, dạo này không đi diễn nhiều. Bởi vì Thỏ phải ở nhà tập nhảy hip hop. Úi dồi ôi kinh. Hồi nãy là có nhảy là 3 tháng mấy là tập nhảy đó. Rồi mở màn. Có. Có cố gắng, cố gắng rồi nhưng mà cũng chỉ được đến mức đấy thôi. Nghĩa là không phải là người biết nhảy đúng không? Mà là tập để nhảy được. Đam mê lắm ạ. Và có một cái chi tiết, lúc mà bạn đó nói là chị Vũ Cát Tường thì Tường nhớ là cách đây một tháng mình có một show ở ngoài Hà Nội. Và cái người đó chào Tường cũng đúng y chang như vậy. Cái Tường mới nói là bằng tuổi mà nói gì. Không, em nhỏ hơn chị một tuổi. Tại vì thường á, cái người mà chào Tường á thì gọi là em chào Tường thôi. Cái người rất là ít gặp mình và rất là ít giao tiếp với mình. Xưng hô rất là đặc biệt với em. Thì Tường đoán là Tường có cái tên trong đầu. Nói chung là sau khi nghe lần 2 thì cả Tiên và Phương và anh Thành đều càng chắc chắn hơn về cái tên mà chúng tôi đã ghi vào trong cái tờ giấy đấy. Dám chắc chắn 99% đó. Ồ, chứ không phải bọn tôi không biết mà bọn tôi tỏ ra nguy hiểm đâu. Nên là bọn tôi thật sự biết. Lại nguy hiểm nữa rồi. Nên em mới chừa lại 1% còn lại đó. Bây giờ cái 1% còn lại là trong cái flash của Thỏ nè. Xin mời bị đổ đen. Mười công ty giải trí thì có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên lập ra 10 công ty, nhưng mà trường hợp thứ hai liệu rằng ấy có phải là thực tập sinh hay không? Làm sao mà thực tập được những 10 công ty? 10 công ty là mất hết tuổi xuân luôn rồi. Vậy là Thỏ này Thỏ lão đại rồi. Bích Phương hay chơi game đúng không? Có cái game nào mà trong đó nó xây dựng công ty giải trí hay gì không? Không, chỉ mua quần áo mặc cho đẹp thôi. Nhiều khi là chơi game đó, game mờ. Ngày hôm nay Thỏ muốn flex một điều về bản thân mình. Đó là Thỏ đã từng được nhận 10 lời mời từ 10 công ty giải trí. À, 10 lời mời. Cái này thì nghe hợp lý này. Thỏ không thích vào công ty. Tức là rất là tiềm năng. Nhưng mà học trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh là pha ke. Không, không có. Em vừa phải xác định thông tin đó là thiệt. Chắc là học để đóng MV thôi. Thỏ học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, khóa diễn viên điện ảnh truyền hình vào năm 2011. Wow. 2011 là lúc đấy mình mới có hai mấy tuổi à? 2011 là gần bằng tuổi Tường. Em vào đại học năm 2010. Thế rồi bây giờ người ta nói thật mình cũng không tin. Nhưng sao người này hay xấu hổ mà lại học diễn viên? Học diễn viên để cho đỡ xấu hổ. Ok, đồng ý cũng được. Nhưng mà trong cái đoạn VT là có một giai đoạn bạn ấy giống như không tin tưởng vào bản thân mình. Đấy. Là đúng nhân vật đấy đấy. Đấy thì đúng là rồi. Là đôi khi bị trầm mặc ấy, hiểu không? Trong cái clip đó là người ta không chào đón bạn nữa. Người ta lãng quên bạn đi. Đại lại từng muốn bỏ nghề luôn đấy. Đúng không Thỏ? Đúng là như vậy. Có những giai đoạn Thỏ trầm cảm lắm. Biết mà, thấy Thỏ trầm. Ủa, mọi người đoán ai vậy? Là cũng giống như Tường đó. Chung đáp án hết đó. Dễ gì? Dễ gì mà đúng. Bây giờ hỏi Thỏ nè. Thỏ nhận cái lời mời từ 10 công ty thì cách đây bao nhiêu năm? 10 công ty gửi lời mời cho Thỏ cũng rải rác lắm. Sao nó mời lần một mà mời rải rác ta? Chắc là mỗi công ty thành lập một năm khác nhau ấy. Đúng, hợp lý. Vậy à, tại sao Thỏ không thích vào công ty? Bởi vì Thỏ là Thỏ mà, Thỏ nhát lắm. Thế nên Thỏ muốn tự đi trên đôi chân của mình để tự tin hơn. Và khẳng định được nhiều thứ hơn với muôn thú. Là nãy giờ hát cho tụi mình là thú không? Thú. Cái sân khấu điện ảnh lại tự nhiên khiến em cảm thấy nó make sense đối với em rồi. Mà Thỏ ơi,
Dạ. Trong quá trình em đi diễn đó, ở trong rừng đó, là em có gặp Tê Giác hồi nãy không? Có, chắc chắn là phải gặp nhau. Tại Tê Giác gặp anh Thành trong rừng. Biểu anh hát cho cứu cho cây nghe em ơi. Thật ra đây là lần đầu tiên Thỏ thấy một anh Tê Giác hát hay như thế, chưa bao giờ nhìn thấy cả. À, có khi là rừng nó khác khu vực. Ừ nhờ, hay là rừng khác nhờ. Mà con rùa đâu rồi Thỏ? Con rùa nào à? Thỏ và rùa đó. À Thỏ lớn chậm quá. Thỏ hơi đói bụng, Thỏ xin lỗi. Đói bụng nó khổ đói, thơm, đói cà quá đói. Chương thôi. Nhưng mà khi mà chị đi, bây giờ chị luôn đi. Cũng cái tật chị nè. Chị nữa. Còn ra lớn hơn mình cơ. Anh nói nữa em thề liền bây giờ đó. Ồ. Năm ngoái cũng thề bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chồng, bỏ con. Năm ngoái em thề mà đúng chưa? Đúng, đúng. Chưa biết được đâu. Nhưng mà phong thủy năm nay không tốt lắm, nên bớt thề lại. Không có xưng chị nữa được chưa? Nói nghiêm túc là Thỏ. Tức là khi mà Tiên nghe Thỏ hát cái bài vừa rồi và thấy cái sự phóng khoáng, sự chơi với lại âm nhạc của Thỏ trên sân khấu vừa rồi ấy, thì Tiên có cảm giác giống như là thể loại nhạc và cái cách thể hiện này là cái mà Thỏ rất là mong muốn được trải nghiệm, đúng không? Đúng rồi ạ. Thật ra Thỏ thích nhất là hát nhạc rock. Mọi người có thể nhìn thấy những vệt sấm sét ở trên quần Thỏ. Sấm sét. Đây là cái chất rock mà Thỏ muốn mang đến cho mọi người. Thỏ quay lưng qua đi, rock lắm. Rốc dữ chưa? Mà sấm sét là rốc hả Thỏ? Kiểu mạnh mẽ đó anh, sầm sầm rồ đó. Lúc đấy là Thỏ đang tập band với anh Thành ạ. À. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đó là một cái rất là đáng để mà Thỏ trải nghiệm trong tương lai vì rất là hay, rất là hợp. Mà em thấy Thỏ này sao thật thà quá ha. Thỏ này chữa lành quá. Sao nói chuyện với Thỏ chứ mà đi spa vậy em ơi. Mà trong rừng rồi nghe tiếng suối đồ, nghe Thỏ tâm sự đồ. Thật thà. Nhiều khi muốn bảo vệ lắm mà lực bất tòng tâm. Nó lộ. Thỏ đói đúng không? Dạ đói. Đói. Có ăn cà rốt đi. Bị đau đen, mang một cái máng cà rốt ra đây cho Thỏ sử dụng. Xin mời. Thôi thả Thỏ gì đến rùa thôi anh ạ. Chứ Thỏ này sao thật thà, chân chất quá. Âu cũng là dòng giống loài Thỏ nha, em là như vậy. Thỏ thật thà hiếm có khó tin. Ai hỏi gì nơi đó, hãy thương Thỏ mà cho Thỏ đi tiếp nha các bạn ơi. 1664 Blanc, đi vị chất, mở mắt ngờ cùng The Max Singer Việt Nam. Vion tháng 9, đỉnh cao nội dung. Độc quyền và chọn bộ 3 mùa giáp Việt. Độc quyền drama đình đám phản bội. Trực tiếp siêu mượt Saudi Pro League, ngoại hạng Anh, Bundesliga. Tin chấn động, khi đăng ký gói Vion 6 tháng bất kỳ, bạn sẽ có cơ hội nhận được vé rap Việt All-Star Concert miễn phí. Cùng đón chờ vô số nội dung hấp dẫn lên sóng vào tháng 9 trên siêu ứng dụng đại trí Vion. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến một nhân vật kế tiếp là một chiến binh đã lấy đi rất nhiều chất xám của khán giả cũng như hội đồng cố vấn vẫn chưa biết chính xác nhân vật ẩn sau lớp mascot này là ai. Một nhân vật đến từ đại dương. Xin chào đón Sứa Thủy Tinh. Thần thái quá. Những phong thái ấy, vẫn là cái điệu bộ ấy không bao giờ ngừng chuyển động. Đó, sứa mà em. Như kiểu những ở đại dương. Đúng rồi, bồng bềnh đó em. Dạ. Bây giờ hôm nay có thêm cái trò tay nữa ra nè. Mà sứa này hình thể tốt lắm em. Nhảy đồ đẹp lắm, vô đúng động tác, ra là rất là thần thái luôn. Turuturua, ngăn nắp, gọn ghẽ, không được tác thừa. Giữa cái tường, phong đoán này là ai chưa ạ? Chưa luôn. Giới thiệu cho Từ biết là một nhân vật này cũng đã tốn rất là nhiều chất xám của hội đồng cố vấn bởi vì chưa xác định được chính xác danh tính của nhân vật ẩn sau lớp mặt nạ này. Bây giờ sẽ là những dữ liệu với chủ đề là cột mốc và những con số. Xin mời.
làm sứ độc lạ đại dương, bởi vì có sở thích ăn sầu riêng. Mà mê sầu quá nên tôi đã bị nổi đầy bụng nhọt ngay chân. Lúc đó tôi sầu bi lắm. Nhưng nỗi sầu đó chưa dừng lại. Cho đến một ngày, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Tôi đã không thể làm tốt vai trò của mình khi đang trình diễn trên sân khấu. Thì tôi đã... Và cột mốc đó chính là cú sốc lớn trong sự nghiệp của tôi. Hôm nay, nhà ngươi tìm ta có việc gì? Mày ngươi có gì trao đổi cho ta không? Cái gì đây? Chà, một bông hoa tuyết. Ở dưới đáy biển lạnh lẽo này có một bông hoa tuyết như vậy cũng làm cho ta cảm thấy vui vẻ ha. Được, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng mà ngươi nhớ là phải tập luyện thường xuyên đó nha. Ngày ngày chăm chỉ luyện tập, tôi dần lấy lại được giọng hát của mình. Đam mê rực cháy trong tôi một lần nữa đã được trỗi dậy. Và sứ thủy tinh tôi đã sẵn sàng để thể hiện màn trình diễn của mình ngày hôm nay. Hãy nghe tôi hát nhé. Trời ơi, công cao dữ. Hồi nãy cái dữ liệu mà em thấy nhớ rất nhiều lần là hoa tuyết. Hoa tuyết. Hoa tuyết là sao ta? Hoa tuyết, để lát tôi ngồi tôi dịch ra nghe cái chữ này nó mật mã trong này đó. Bông tuyết nổi tiếng bên Nhật đó. Hoa là bông, tuyết là trắng, bông trắng băng trống. Ủa? Không có nghĩa anh ơi. Đừng cố, đừng cố. Đừng cố, đừng cố. Bông trắng, trăng là moon, bóng là... Ủa thôi bỏ. Hay là đơn giản là đây là một trong những ca sĩ mà có làn da trắng như là bông tuyết. Kìa, bà mở rèm đó kìa. Kỹ như Ninja Lead. Cô này là body là quá dữ dội rồi. Tăng động lắm, em thấy không bao giờ để nghiêng được. Bà giống như cái cây chả quế vậy em. Hai anh đói, anh nhìn gì ra đồ ăn. Ý là mình nói cái cô này cô tập thể dục rồi cũng nhiều. Nhiều lắm mới ra cái tướng này. Đó. Đó. Nãy cô thêm cái manh mối nữa. Làm mất giọng. Thì chắc chắn cái người này mình hồi xưa là ca cao lắm. Cho nên là cái sướng rồi cái hát cho giữ vô rồi cái thời gian mà đi show nhiều quá mình bị mất giọng. Giọng. Xong cái ông thầy cho chai nước sâm. Ấy cái gì vậy trời? Uống vô xong khỏe đó. Mừng ông sao? Hay vậy ta? Thì cho gì cái chuyện của ông thầy. Bà rảnh quá. Bà ngồi mà phân tích nước sâm thì mật ong. Chúng ta lại bơi đại dương xa rồi. Về bờ, về bờ. Trời ơi. Mình sẽ lắng nghe giọng hát của Sứa trong ngày hôm nay. Sứa sẽ trình diễn một bài hát ba thứ tiếng. Dữ dội chưa? Mạnh vậy, mạnh vậy. Dạ, tức là trong bài hát này có ba hơi tiếng khác nhau thôi. Baby Katima. Tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Ý. Đúng không? Đúng không? Baby Katima. Chính là nó. Vâng ạ. Đây là một ca khúc rất đặc biệt, sở hữu hơn 50 triệu lượt view sau 6 tuần đầu đăng tải thôi. Một sáng tác của Mr. Zero. Chạm đấy nỗi đau. Trời ơi. Trong em bão tố, ngàn câu anh đừng đi nữa.
nhận nói ra, chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn, chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mờ. Mình không thể lâu dài chỉ vì tôi ngây ngô. Thời gian sẽ mình chưa tiếp cận và cũng có thể ngoảnh đi bỏ lại chúng ta. Con tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên, đã từ chối cơ hội để đời tôi phương vấn. Người khóc dưới cơn mưa phải thấu đâu là chạm tay của nỗi đau. Ngày cuối ở bên mỗi tôi không thể nơi can đảm để thốt lên, rời xa vòng tay anh cho tôi cảm giác nhung nhớ như thế nào. Từ biệt chưa nói câu chào mà sao muốn bước đi vội, mới có nhau thôi lại xóa hết những yêu thương rồi. Bàn tay tôi nắm chặt ngước lên bầu trời nơi nước mắt không còn rơi. Người là ánh sáng giúp tôi tìm những giấc mơ, giờ phía trước mịt mù trong bóng tối nỗi sợ. I'm losing you baby, got you now, stay here with me, got you now. Gạt nước mắt những ngày buồn nhất, không muốn ai thay mình chăm sóc anh những ngày ấy. Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng chết cay đắng ngoài thôi. Anh bước đi nhẹ nhàng nhưng trong em bao tơ. Chỉ một ngày mà tốt hơn, chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mờ. Mình không thể lâu dài chỉ vì tôi ngây ngô. Thời gian sẽ minh chứng tất cả và cũng có thể quên đi bỏ lại chúng ta. Đoạn tay ấy buông xuôi thì chẳng cần tôi ở bên, đã từ chối cơ hội để đợi tôi. Ngồi khóc dưới cơn mưa mãi thấu đâu là chạm tay của nỗi đau. Cho tôi viết thêm cái tên vô trong tờ giấy coi như là vớt vát vòng hai được không? Em cũng được cứu vớt danh dự nhé. Rồi cái này là phong bì danh dự. Danh dự thôi chứ không có được gì hết trơn. Không được gì đâu, coi như vòng một là sai rồi, hai xét nháp em. Wow, là một lần nữa là bài hát vừa rồi mà chúng tôi cảm nhận là có tiếng nứt nhẹ ở cuối bài. Wow, nếu mà đúng là cái người em nghĩ thì... Rồi, nếu mà đúng cái người tôi nghĩ tôi cũng trời ơi luôn.
và hát khác với lại hôm trước nha. Em là bị mê hoặc bởi cái giọng hát này. Hay quá. Thấy tưởng là chỉ tận hưởng thôi đó. Dạ, em thấy mọi người rất là căng thẳng nên mà suy nghĩ coi là ai của em. Tại tức quá, tại yêu nghề quá, nãy giờ chưa đoán được chúng anh. Mà nãy là tóc tiên nha, những hành gọi là nắm tay nhau nhảy tận 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 lên. Mà kết quả hai anh em khác nhau. Mà khác mới ghê chứ. Sứ ơi, bữa nay là Sứ hát hay quá. Hát nhịp cực tốt luôn. Bạn là một cái người chia câu rất là thông minh, cho nên hát cái bài hát nó cực kỳ gãy gọn và nó làm cho cái người nghe rất là dễ nắm được cái giai điệu của bài hát. Cho nên đây là một cái người hát có kinh nghiệm, có trải nghiệm, có chiều sâu luôn. Vị trí âm thanh đồ chắc chắn lắm. Quá hay, nội lực luôn, lúc giọng gió, lúc giọng ngực luôn. Giọng rất là dày dặn. Hồi nãy là Phương có câu hỏi. Là em định hỏi một câu. Sứa ơi, Sứa có phải là người giỏi ăn chua không? Dạ em thích ăn ngoài dạ. Cái gì em cũng thích ăn. Em đã biết đây là ai. Ai ai ai. Bí mật. Anh thấy là em vui hơi sớm. Đôi khi nói cho em vui thôi. Cái câu hỏi của em là một cái câu hỏi rất là đặc trưng. Mà thí dụ người ta có thích ăn chua, không ai tự nhiên gật đầu nói ờ dạ tôi thích. Không ai nói gì hết trơn em. Tất cả các ca sĩ đến hát em đâu có hỏi người ta có biết ăn chua không. Nhưng mà quan trọng là người ta trả lời sao em tin. Bích Phương đoán sai, em không buồn bằng chị Tóc Tiên. Tại vì em đi diễn với chị rồi mà chị không nhận em. Vậy là đúng rồi, vậy là thế ai? Vậy là em đúng rồi, anh Thành nói option, anh Thành trước đi, em sẽ nói option em. Anh Thành đoán ai? Anh Thành, em cũng hát cho anh nghe rồi mà anh không nhận ra. Anh ơi, anh không nhận ra là Em nhận. Từ tôi nói. Hỏi ta chưa trả lời, nhận rồi. Xả một cái rồi quay qua nhận cái hết hồn chứ. Chưa trả lời thì sao không? Tôi á, là vòng 2 thì tôi mới nghi ra nhân vật này. Mà tôi nói cái người này mà năm nay mà tham gia mà đúng tôi nói nghe. Chấn động. Chấn động. Em cũng nghe đoạn này cũng quen quen. Em bị déjà vu không? Cắt ghi hình lại. Trước đó cũng chấn động mấy cái tên rồi. Không, người này mà tham gia năm nay chấn động. Họ Chu. Chu. Chu Thúy Quỳnh hả? Chu Choa. Chu Choa. Sao mà ơi, Chu Choa. Không phải, lộn, xin lỗi, không phải. Anh nhầm tên. Charmy Phạm. Charmy Phạm. Đó là nghệ danh của Hương Tràm. Wow. Trời. Cái giọng khàn khàn đó em ơi. Người quen của Tóc Tiên. Em có thấy cái mùi thét của dây điện không? Trời. Trời ơi, giọng người ta ngọt ngào lại bảo giọng anh Thành. Không, trong cái ngọt nó có cái khét em ơi. Khét dây điện. Nó có cái mùi cơm cháy. Cơm cháy. Thanh nhạc nó không có cái lĩnh vực này. Đây nè. Bắp ơi, chấn động. Chấn động. Không, cái giọng của Hương Tràm đúng là Tường cũng nghe. Sứ hát quá mê mẩn Tường mà Tường cũng không có đoán được. Wow. Bây giờ Tiên. Tiên, Tiên. Hy vọng cuối cùng của chúng ta. Chị. Là chị chứ không phải là nhỏ hơn mình. Ai nói đi. Cái độ khào khào này nè, cái độ khàn khàn này á. Tại vì trong đầu đang mặc định là ca sĩ trẻ ở Việt Nam thì em chỉ nghĩ Gigi Hương Giang. Nhưng Gigi không có lên cao kiểu như vậy được. Một người cũng ở miền biển nha. Khánh Hòa, Quy Nhơn. Nữa. Đà Nẵng. Đà Nẵng. Bây giờ em hỏi luôn, Sứa là gốc quê Đà Nẵng đúng không? Dạ, có bơi qua Đà Nẵng. Có bơi qua Đà Nẵng. Và đã từng đạp hoa hậu biển nha. Một người chị mà anh nghe, anh không nhớ ra là bả buồn là đúng thiệt. Sao vậy? Rồi hoang mang. Sao em tự nhiên em nói làm anh áp lực với em? Chị, chấn động nè, em không chấn có dám nói chấn động hay không? Em chấn động, chấn động, chứ là chấn động. Nói chấn động bị quê. Chị Thanh Hà. Trời ơi. Cái đó mới sai chấn động đó. Cái giọng đó không phải của tại chị. Tại em đã từng ăn cơm nhà chị rất nhiều lần rồi. Tôi mê chị Hà lắm, không phải. Mọi người đây 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 đây. Tức quá. Dữ liệu thêm đi bớt tức. Xin mời Flash của Sứ Thủy Tinh ạ. Thank you.
ủa gì vậy? Làm flex nữa chưa? Flop. Flop là sao? Ủa? Ủa gì vậy? Sư ơi, flex này là sao ạ? Dạ, là em đi thi hoa hậu thì đạt, mà ra sản phẩm là bị flop. Có nghĩa ra sản phẩm mà đĩa sẽ bị flop. Còn bà đi thi hoa hậu thì là bà đạt. Tính ra vậy là Sứa rất là can đảm nha. Tại vì thường là flex người ta sẽ khoe những cái thành tích đáng tự hào của bản thân. Nhưng mà Sứa lại flex là flop luôn. Thế em chả có cái gì được mỗi cái đẹp thôi. Chưa? Trời ơi sao nói chuyện chảnh dữ vậy ta. Mà hát tiếng Anh rất hay. Ui, mà hát cái gì cũng hay. Mà sao mà flop? Mà flop sao không thể vậy? Là Charmy phạm đúng chưa? Charmy phạm ít có ra đĩa lắm em. Không như Charmy phạm nhiều bài hit mà. Charmy phạm thì hit nhiều ạ. Nếu mà nói vậy là gãy Charmy phạm. Gãy rồi. Gãy Charmy. Kiên định chứ. Không, Thanh Hà cũng trật luôn. Không, Thanh Hà là tôi cũng mê mà. Làm sao? Đừng chấp niệm. Em chấp niệm. Mình phải giữ danh dự của mình tới cùng. Sai tính sao? Nhưng vụ ăn sầu riêng là có nha. Mê sầu riêng. Ừ. Mà nhá, lần gần nhất em gặp chị Hà rất gầy, dáng thon như là gọi là của một cô gái ngoài 30. Wow. Chốt tên liền đi. Cái giọng giống Hương Tràm công nhận, nhưng mà thôi chắc giờ không phải đâu. Rồi bỏ trống. Hồi nãy tôi nói gì gỡ danh dự đó. Cho tôi viết thêm cái tên vô trong tờ giấy, coi như là vớt vát danh dự. Coi như dòng một là sai rồi, hai xếp nháp ma'am. Xếp nháp ma'am. Là tôi bị sản rồi nãy đâu nói gì. Lê Quảng Thành. Anh sản em, anh Lê đúng không? Em có bị phải không? Em ơi dạo này đây chứ đèn á, đèn sân khấu nó làm thoáng em ơi. Tao lâu sản nghe bác bỏ xóa đoạn đó. Kỳ quá, người lớn mà chơi nút lời ghê luôn á. Em là vẫn riêng một con đường của riêng em. Mình tôi đi là chị Thanh Hà nha. Wow. Anh vẫn nói là không nha em nha. Tương ạ, cái tên ạ. Em không có cái tên nào hết. Tranh luận nó vẫn còn quá nhiều. Lại một lần nữa lấy chất xám hội đồng cố vấn rồi, nhưng mà nãy giờ là lấy được một thứ của Sứa nè, oxy nè. Nãy giờ bớt lát hơn hẳn. Không xỉu rồi. Rồi nó đang đưa Sứa về đại dương rồi. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Rapid All-Star Concert 2023, đơn vị dẫn về rap và hip hop độc nhất năm 2023. Siêu hot, mua vé VIP trước ngày 4 tháng 10 để có ngày cơ hội trở thành khách mời khu vực Residence, thưởng thức concert với tầm nhìn đẹp nhất, tận hưởng F&B năm sau. Đặc quyền vé VIP hạng vé ngồi duy nhất, sở hữu tầm nhìn từ trên cao và trực diện toàn sân khấu. Mua vé ngay trên VShop trước ngày 4 tháng 10 để có ngày cơ hội trở thành khách mời khu vực Resident. Bây giờ mới là chấn động, đó chính là sự xuất hiện của một đấu sĩ nữa. Tiếp tục đời thách đấu. Đây là một trong những mascot chúng ta gặp rất là nhiều, tượng trưng cho vẻ đẹp. Sen ư? Mùi hương hoa hồng, sắc hoa giống như là đến từ festival hoa Đà Lạt vậy. Hoa mà biết hát nữa, biết múa, biết đờn ca tài tử. Đờn ca nèm thêm vô. Xin mời nàng tiên hoa. Yên lặng, nghe chị nói tâm sự đó. Hết một tập rồi.
quá. Ôi ôi, đẹp quá. Quá đẹp luôn, lung linh. Trời ơi, lại một bộ mascot xuất sắc nữa. Rất nhiều những bling bling. Bên cái càm của chị á, cái đoạn đó là tóc hay gân cổ vậy em? À, hoa có rễ. Em tưởng râu. Đôi dài cũng đẹp luôn kìa. Đó. Trời ơi, chị đẹp quá. Sao chị cái ơi, nư này nhiều người lắm. Trời ơi, tạo đủ dáng luôn. Bây giờ mà hội đồng có muốn khen nữa là mút. Đó, đẩy luôn. Đỡ đỡ, mất đà, mất đà. Nàng Tiên Hoa, một tên rất thuần Việt với tính cách vừa rồi, không biết là hội đồng cố vấn có hình tượng đây là nhân vật nào hay không? Múa cỡ này chắc Thu Minh nè. Mà múa rất là đúng biên độ. Đó là tay là chỉ có Thu Minh thôi. Tay mà tay của dân múa ba lê á. Bây giờ cấu sĩ này liệu rằng tới thách đấu thì có mang những điều gì đặc biệt hoặc là những manh mối gì nó khó hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đến với lại những manh mối đầu tiên. Xin mời đặt clip. Chào mừng mấy chị, để làm Nguyễn Thị Hoa, tên thật nghề là Tiên Hoa. Mọi người nhìn thấy bé là một giáo viên dạy múa dịu dàng, nhưng không ai biết bé chính là con tên vật chính nhé. Có một vụ tranh chấp tài sản nghiêm trọng tại đường số 5, yêu cầu tới gấp. Không điều gì cản được mong muốn mang lại sự công bằng cho mọi người của bé. Nhưng có tiếng mà chẳng có miếng, người ta chưng cái chiếc, bỏ lộn, chiên cái trứng, rương người ta đổ cái xéo phành, lộn nữa, cái bánh xèo, toàn món mấy thức ăn, nhưng chẳng được tròn miếng nào. Đời trong ánh hào quang. Wow. Ôi, không ai biết rằng Tiên Hoa bé đây có vũ khí bí mật sao? Hãy đợi đấy. Đã đến lúc phải cho 12 mascot của The Masked Singer biết bé là ai rồi. Trời, cái giọng nửa nam nửa bắc. Năm ngoái chị Linh đúng thi là em tưởng chị Uyên Linh đó. Cách nói chuyện, cái đấy, giọng, cái ngữ ngữ vậy đó. Mà cái dáng người giống Uyên Linh cơ. Đúng rồi. Manh mối cũng khó à. Giáo viên dạy múa, hết, chị Linh nghe, hết. Tự nhiên ra cho ăn bánh xèo, bánh khọt rồi. Chiên trứng vậy đó. Cho manh mối này cũng làm khó luôn, tôi không biết lừa sao. Ở đâu? Không biết là cung cấp dữ liệu thế nào. Lớp, lo em sẽ bị liệu. Thưa quý vị, mùa đầu tiên chúng ta thì có một Osen biến hóa chất giọng khôn lường. Đúng. Ngày hôm nay thì lại có thêm một nàng Tiên Hoa cũng mịt mờ về dữ liệu. Chỉ biết đây là một người múa rất đẹp, là một cô giáo dạy múa thôi. Thôi, ca đi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mang đến một cái ca khúc khá đặc biệt, là một sáng tác của Marcel và Khôi Vũ. Ca khúc Hối Duyên. Em sắp đi rồi, chỉ biết trách phận gió trời. Đứng phía xa có ai đang nhìn, nhìn theo bóng tôi đi. Dẫu xót xa cắn đôi môi nhịn, giọt lệ dấu trong mi. Em ơi xin đừng níu anh làm gì, đôi chân đã mỏi rồi. Yêu thương nơi đầu môi nhưng tiếc là cũng chỉ vây mất thôi. Em ơi xin em hãy xa rời, mong ước chỉ chuyện xa vời. Đôi khi ta chẳng ngờ
vắng vắt trên môi lại. Anh đến đây đã học được nhiều điều và thôi như em mỗi khi trời chiều tà. Anh muốn em yêu lấy một điều là tình yêu đến rồi cũng sẽ đi. Giờ anh ngồi một mình ngỡ ra, cuộc đời nó chỉ mình ta với ta. Ngày là ngày buồn nơi đâu xót xa. Hứa đôi ba lời quậy nhăn đâu nào đành thấy ai ơ. Bao bên mây đang cách bỏ, xin người để tôi đi. Yêu thương ngày cũng đã cả, xua giọt lệ trên mi. Bao bên mây đã cách bỏ, xin người để tôi đi. Yêu thương ngày cũng đã cả, xin đừng níu thêm chi. Của vũ đoàn bước nhảy. Xin mời hội đồng cố vấn hãy viết ấn tượng đầu tiên của mình về nàng tiên hoa. Quản gia đâu? Quản gia đâu? Ghê dữ vậy ta. Xin mời quản gia. Mời quản gia. Trời ơi, kính cẩn. Sao vậy? Không có vô. Phụ cái tường à? Rồi lắm, thường rồi. Tưởng đâu là tường khiêm tốn, nó là nghe nhạc không lời. Nghe nhạc không lời thiệt. Nãy giờ để trong đáp án không? Trời ơi là trời. Tường ơi, Tường ơi. Đây, rồi nè. Có rồi, wow. Phỏng vấn ngay một nhân vật mà nãy giờ chúng tôi cảm thấy là cái luồng tự tin của anh ấy đã lan tỏa mạnh mẽ trên gương mặt, thần thái và vị trí của anh ấy. Xin mời anh Trấn Thành. Có lẽ là cô gái này vô tình nằm trong cái phạm vi nghe của tôi. Cho nên là khi cô phát ra, tôi với Tóc Tiên có nhìn nhau, cũng có nói sơ sơ. Và Tóc Tiên có nói cái tên, lúc đầu tôi cũng nghĩ giống Tóc Tiên. Ấy vậy mà sau một thời gian cô hát thì tôi thấy là không phải nhân vật đó. Chúng tôi đã khoanh vùng. Hai người lại khoanh mảnh với nhau, không khoanh chung với em mẹ cứ đâu có là cái lúc mà cảm giác trực giác đầu tiên là hai anh em có xe. Em phải biểu cảm với anh chứ, em không biểu cảm là sao em biết em nghĩ cái gì? Thì em quay sang em nhìn mắt hai người, ánh mắt lại cũng tương tự như ánh mắt của em à? Nên là em thế là do em nghĩ đấy. Thôi anh cứ đọc đi, biết đâu bọn mình lại giống nhau này. Thì đây là một nhân vật mà đã từng có nhiều lần ghi hình chung, xét về giọng hát và vóc dáng đấy, cách trình diễn đấy, khoanh vùng luôn. Và đây là một trong những cái đáp án mà tôi chắc chắn nhất cho đến giờ phút này. Quả quyết không ạ? Từ nãy giờ anh chưa có quả quyết cái nào. Đây là cái duy nhất anh dám quả quyết luôn. Sai anh giảm cân. Sao có lợi quá vậy anh? Anh chỉ nói anh viết trong tờ giấy thôi. Tóc Tiên nói đi, anh nói nhiều khi lộ. Hả? Để em coi nè, em của anh cũng viết nhanh lắm. Nhưng thôi em đâu có biết hai người nói cái gì. Không, tức là lúc mà em với anh Thành khi mà nghe những nốt đầu tiên là hai anh em quay ra nhau, Hà Minh Di. Nhưng tới nửa bài là hai anh em có một đáp án riêng, nhưng không ai kể nhau nghe đáp án đó. Đúng, lúc đó là anh đã bỏ rơi Tóc Tiên rồi. Em cũng có tự trọng đi về bàn của em rồi. Đúng rồi. Em cũng biết anh ghi gì.
Mọi người hãy nhìn qua bên trái. Nhân vật điềm đạm nhất nãy giờ đánh giá tình hình. Đầu chương trình em nói nghe nhạc không lời rồi mà em. Nhưng mà bây giờ phải có cái lời nào với lại nhân vật này. Bởi vì em thấy là có viết đáp án rồi. Có, bắt được radar. Em tham gia vào chợ của bọn chị đi cho vui. Em rất là xấu hổ khi em biết cái đáp án là ca sĩ nữ từng hát trong cái bài gì gì đó. Nghĩa là em biết cái bài hát và em nghi ngờ thôi chứ em cũng không chắc chắn là chị đó. Nhưng mà bài hát em nhớ là gì? Cái bài hát mà em nhớ là cái bài Tình Yêu Màu Nắng. Chị Đoàn Thúy Trang. Đoàn Thúy Trang. À đúng rồi. Nhưng mà đáp án đó chắc chắn đúng. Em đâu biết đâu. Không, cái đáp án em ghi vô giấy á. Em đi vô giấy là ca sĩ nữ hát bài Tình Yêu. Chắc chắn đúng. Quá thông thái, kiểu gì cũng có điểm. Ủa chứ Phương ghi gì? Phương lại ghi một cái ca sĩ mà mình có thể ghi mãi. Mình ghi suốt mà nó xài đi. Là Nhật Thủy hả? Không. Nhật Thủy là em đoán ở ngoài mồm thôi chứ em không ghi. Củng cố thêm bằng cách là chúng ta sẽ đến với flash của nàng Tiên Hoa nha. Wow, sau một thời gian sạc pin xe chạy được rồi ạ. Wow, cua gắt vậy bộ. Yeah. Ôi, những tô bún mắm trong truyền thuyết. Full topping. 5 tô bún mắm, giờ này 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi. Trời nói quá. Trời ơi. Nàng Tiên Hoa thường là hưởng nắng, hưởng sương. Nhưng mà sao hôm nay lại hưởng bún mắm thế này? Nàng Tiên Hoa, có thể chia sẻ cho tôi được biết tại sao có 5 tô bún mắm full topping ở đây được không? Dạ, bởi vì mưa thích của nàng Tiên Hoa là được hát và được ăn. Ồ. Nhưng mà sao lại là tô bún mắm cụ thể như vậy ạ? À? Món này món mình yêu thích nhất hay sao ạ? Dạ, bún nào cũng ăn được hết đó. Mà ăn bún mắm cho nó mạnh ạ. Nhưng mà tại sao lại số 5, tức là một lần mình ăn được hết 5 tô? Số 5 của chị là bằng một mình em ạ. À. Nè, nàng kia ăn rất là giỏi. Tiên ơi. Dạ. Tiên ơi, em ăn gì dữ vậy em? Một mình em ăn 5 tô xem chịu nổi. Sao một mình em ăn hết 5 tô được, anh nói thiệt. Chị có lấy nè ha. Có phải tốn nội lực như nào hả? Em ơi, không phải. Em xuống quảng tâm, chứ em đẩy nó. Dạ, anh chị còn thấy em hết nội lực như vậy. Em phải ăn 5 tô bún mắm, không thể em không hát được. Tiên này có đi hát với tiên kia bao giờ chưa? Mình với bạn đã từng chung sân khấu với nhau. Là sao? Cái gì mà em nghe là gì? Nói chậm là xuống khoảng 8 cân, xuống khoảng 8. Trời đất, khuya rồi đấy. Tiên qua em đã đi hát chung với tiên bà chưa? Em với chị Tóc Tiên đã từng chung sân khấu với nhau. Và còn song ca nữa. Và song ca. Song ca với người ta kìa, biết ai không? Ê, nếu mà cái nhân vật mình giết thì đâu có song ca đâu. Nhưng mà người ta lừa thì sao? Hả? Hay là mình bị mất trí nhớ? Chúng mình còn ôm nhau thắm thiết trên sân khấu. Bà ôm ai bà khai đi. Cứ khi nào ôm xã giao không, không nhớ không? Ngoài Hoàng Tu Liver ra bà ôm ai bà nói luôn nghe coi. Mà nhỏ tuổi hơn em nè, xuân chị nè. Nhiều khi ta lịch sự ta nói gì thôi. À ừ ha, đúng rồi. Giờ lúc mà Tiên suy nghĩ mình hỏi tiếp. Vậy Tiên qua ơi, Tiên có ưa Bích Phương không? Dạ có. Tiên có bao giờ diễn chung với Bích Phương chưa? Dạ rồi. Rồi luôn. Rồi rồi luôn. Vậy là đi hát nhiều lắm nghe. Vậy Tiên có bao giờ đi chung với tôi chưa? Dạ, anh đi show chung với cả showbiz mà. Ủa vậy hả? Vừa. Sao anh đi dữ vậy? Anh Thành, show nào không anh? Không, có gì tội anh, cô phải ế ở nhà chứ. Có khi nào mà diễn chung với lại Vũ Cát Tường chưa? Dạ, Vũ Cát Tường thì là chưa. Ê, mạnh mối đó. Tiên có phải là giáo viên dạy múa thật không? Tôi vừa hát xong đói rồi, cần tô bún mắm mới nói được tiếng. Đói, 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 đói rồi. Thôi chốt đơn, Tiên đói, giọng Tiên hơi khào nhẹ rồi. Tôi đã có. Là? Tôi giấu. Nói kỳ vậy? Tại vì tôi quản quyết quá rồi tôi giấu. Nhưng mà bao nhiêu phần trăm ạ? Đó là chính xác ít chắc là 99%. 1% là tôi lịch sự thôi đó. Wow. 1% lịch sự, biết đâu chờ được vô 1% đó. Tóc Tiên, bà chọn những phần này là ai ạ? Thôi chờ Tiên với Phương chọn giống nhau thì công bố chung đi. Là? 2, 3. Vậy thôi, khác nhau rồi. Rồi khó giống nhau đi.
Giống nhau. 2, 3. Không tự tin lắm. Lại đi, mình tăng ra cái nào. Là lại 2. Đủ rồi, hiểu. Nói sơ như vậy là hiểu rồi. Còn Tường thì sao ạ? Thì em là ca sĩ nữ trong bài hát. Một ca sĩ nữ trong bài hát gì đó. Chắc chắn chúng chung bằng Tường. Sao sai được? Thì đó các bạn đó đó. Là dính liền. Hay à. Tiên ơi, có nghe được mùi gì không? Đó là mùi những tô bún mắm sẵn sàng đón Tiên vào trong rồi đó. Ai? Xin mời vị đỏ đen hãy mang những tô bún mắm thơm ngon cho Tiên nào. Xin mời. Tích tạc u, đã đến cuộc chơi này hơi muộn, nhưng mong là vẫn như được giấu trong lòng khán giả. Yêu thật nhiều. The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ, mùa 2, 21 giờ thứ 6 trên V Channel, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion. Và chúng ta cùng nhau chào đón sự trở lại của năm chín mươi trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên chính là Sứa Thủy Tinh, Thỏ Sỏ Khuyên, Chuột Cherry, Tê Giác Ngộ Nghịnh và Nàng Tiên Hoa. Và quý vị, trước khi chúng ta bước vào không gian khá là căng thẳng thì bây giờ hãy cùng chúng tôi lắng nghe những cảm nhận của hội đồng cố vấn ngày hôm nay. Trước hết thì ngày hôm nay cho phép Top Tiên gửi lời cảm ơn đến 5 bạn mascot đã cống hiến hết mình trong từng phần trình diễn. Có một điều có thể khẳng định rằng là ca sĩ mặt nạ mùa 2 khó và thử thách hơn mùa 1 rất rất nhiều lần luôn. Và tính tới hiện tại đó, tôi nghĩ tương đáng được tầm có một người trong nguyên vàng này thôi. Chỉ đúng một người thôi. Và người đó cũng mới 99% thôi đó. Vẫn có sai số. Nói chung là bình thường tôi tham gia chương trình này thì tôi cũng tự tin lắm. Tại vì nói gì nói chứ tôi cũng nghe nhạc cũng khá nhiều. Nhưng mà năm nay thì thật sự là rén luôn. Là tại vì chương trình quá nhiều những ca sĩ mới, những ca sĩ trẻ. Họ hát cái giọng họ bé quá trời bé. Phát cách nhau có 2 tập thôi. Mà 2 cái giọng khác nhau hoàn toàn luôn. Cho nên rất là khó để đoán. Nhưng đây là những cái người ca sĩ nỗ lực và đầy tiềm năng. Cảm ơn các bạn. Em thì là tấm chiếu mới của chương trình. Ngay từ lúc đầu thì em cũng đã suy nghĩ là bây giờ nếu mà radar của mình không ăn thua cho lắm thì mình có thể té nước theo mưa, theo những người có kinh nghiệm đi trước. Nhưng mà khi mà tham gia một cách thật sự thì mới thấy là không hề có mưa, cũng không té được gì mấy. Như thế chứng tỏ là năm nay rất là có nhiều thách thức. Có rất là nhiều ca sĩ thực lực và rất là giỏi và biến ảo giọng hát. Thì em nghĩ rằng là những cái tập sau sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Và ngày hôm nay tất cả những phần trình diễn ở đây đều là những phần trình diễn rất là tuyệt vời. Em rất là thích. Em nghĩ em đang là người sung sướng nhất tập ngày hôm nay. Tại vì lần đầu tiên em được tận mắt nhìn thấy những bộ quần áo và được nghe live. Tại vì chắc là lâu lắm rồi em không được ngồi thư giãn mà mình nghe mà mình quá đắm chìm. Còn ba vị này là mệt nhất. Và cảm ơn năm bạn rất là nhiều vì hát rất là hay. Tường rất là biết ơn vì hôm nay cái lỗ tai nghe rất là thích. Wow, đúng là cũng với khách mời. Tôi thưởng thức là chính thôi. Như vụ còn lại giao cho ba người kia. Không có áp lực tranh đấu. Tuyệt vời quá trời. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải cân não tí xíu. Cân nha. Đó chính là những tấm phiếu bình chọn. Và sẽ có một chiến binh phải lộ diện trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta trước khi đến với phần bình chọn của khán giả trường quay thì chúng tôi sẽ được thông báo thông tin như sau. Đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB hân hạnh tài trợ giải mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng. Và giải thưởng này sẽ được trao qua thẻ VIB Supercard, thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất, hoàn 15% tùy chọn lĩnh vực hoàn tiền. Và bên cạnh đó, vị cố vấn nào là chủ nhân của chiếc cúp tai vàng cũng sẽ nhận được phần thưởng trị giá là 100 triệu đồng đến từ nhà đồng tài trợ Bia Pháp 1664 Plan Bia Vị Chất mở bất ngờ. Và bây giờ xin mời ban cố vấn bình chọn. Và hết thời gian. Xin cảm ơn ban cố vấn ạ. Và bây giờ lượt bình chọn từ khán giả tại trường quay. Xin mời. Và hết thời gian. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Chúng tôi xin cập nhật kết quả cuối cùng. Và thưa quý vị, như vậy là chúng tôi đã cập nhật kết quả cuối cùng trên tay của chúng tôi rồi. Nghệ sĩ nào sẽ phải lộ diện ngày hôm nay?
Xin mời tất cả quý vị hãy đón xem đêm công bố kết quả và lộ diện được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư tuần sau. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tuần sau. Và bây giờ, lượt bình chọn cao nhất là 33,01%. Đó chính là... Nào, chúng ta nắm tay nhau đi ạ. Wow, như vậy là hai mascot còn lại đang rơi vào vòng nguy hiểm. Và chúng tôi xin được chúc mừng tấm vé cuối cùng đã thuộc về... Xin được chúc mừng... VIP dẫn đầu xu thế thẻ 1664 Blanc, pin vị chất, mở bất ngờ cùng The Max Singer Việt Nam.